Quý vị, tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm qua biên giới vào nước ta trong thời gian qua diễn ra phức tạp. Đang chú ý, khu vực này phần lớn là địa bàn phiên rộng, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, đời sống kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, chăn nuôi của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm. Trước thực trạng này, chương trình vấn đề sự kiện của Báo dân tộc và phát triển tuần này đề cập vấn đề báo động tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm dịp cuối năm tỉnh miền núi Lạng Sơn có 231,74 km đường biên, tiếp giáp với khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 9 tháng qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 31 vụ việc vi phạm, thu giữ tăng vật lên tới 100.000 con da cầm giống nhập lậu. Tính riêng cửa khẩu Chima, trong nửa tháng qua, lực lượng hải quan đã bắt giữ hai vụ, thu giữ hơn 11.000 con giống da cầm nhập lậu. Cá biệt có vụ lực lượng chức năng bắt giữ được cả container gồm hơn 20.000 con vịt giống mới vài ngày tuổi. Khi được hỏi, tài xế container cho biết, đang di chuyển thì có đối tượng ra vẫy xe và thuê chở vịt về Bắc Giang sẽ có người đón. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng vận chuyển buôn bán trái phép gia cầm giống qua biên giới, chủ yếu là khu vực biên giới huyện Lộc Bình. Thủ đoạn hoạt động là lợi dụng đêm tối, giờ giao ca của lực lượng chức năng khu vực biên giới để mang vác nhỏ lẻ qua các khu vực hàng rào biên giới về các thôn bản thuộc địa bàn các xã Tú Mịch, Yên Khoái, huyện Lộc Bình. Sau đó vận chuyển bằng xe máy từ các thôn bản, khu vực biên giới về khu vực dọc quốc lộ 4B để đưa lên xe ô tô tải nhỏ theo các tỉnh lộ, quốc lộ 1A về các tỉnh nội địa tiêu thụ. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng hải quan, biên phòng, công an cũng liên tục phát hiện nhiều vụ việc vận chuyển trái phép con giống, gia cầm. Có vụ tại khu vực biên giới biển Bến Gót thuộc thôn Hải Yến, xã Quan Lạn, huyện Văn Đồn, các đối tượng dùng xuồng cao tốc không biển kiểm soát vận chuyển tới 12.045 con gà vịt giống, 18.900 quả trứng gia cầm. Tất cả đều do một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ, lai lịch, đã thuê chủ xuồng vận chuyển từ khu vực biên giới biển Đào Trần, thuộc xã Thanh Lâm, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, về vùng biển tỉnh Thái Bình tiêu thụ. Còn tại Long An, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng biên phòng, công an Long An phát hiện bắt giữ 5 vụ nhập lậu gia súc từ Campuchia tiêu hủy 68 con heo và 26 con bò. Các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng đêm tối, các đoạn sông biên giới hẹp hoặc khu vực đất liền vắng, móc nối với phía Campuchia và thuê mướn cư dân biên giới chia nhỏ gia súc thành từng tốp 3 đến 5 con để vận chuyển qua biên giới, sau đó sử dụng xe ô tô vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Quá trình vận chuyển đối tượng tổ chức cảnh giới chặt chẽ nhằm tránh bị phát hiện bắt giữ. Tình hình buôn bán, vận chuyển nhập lậu đang có chiều hướng gia tăng mạnh, đặc biệt tại một số tỉnh trọng điểm như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Long An, An Giang. Các tỉnh phía Bắc chủ yếu là nhập lậu gia cầm, các tỉnh phía Nam chủ yếu là nhập lậu gia súc, nhất là lợn. Trong 9 tháng của năm 2023, cả nước đã phát hiện bắt giữ gần 160.000 con động vật, gần 44.000 trứng gia cầm. Tuy số liệu trên chưa phản ánh hết thực tế, nhưng vẫn cho thấy sự tăng mạnh nhập lậu sản phẩm chăn nuôi vào Việt Nam so với những năm trước. Các lô hàng gia cầm con giống 40 không vaccine, không kiểm dịch, không chứng nhận chất lượng, không xuất xứ, được chuyển đi khắp các vùng miền, đến tay các cơ sở chăn nuôi, kinh doanh. Thưa quý vị, gia súc gia cầm nhập lậu không được đánh giá nguy cơ dịch bệnh trước khi nhập khẩu, không được lấy mẫu xét nghiệm sạch bệnh và tuân thủ theo các quy định về kiểm dịch nhập khẩu, dẫn đến nguy cơ các bệnh động vật mới xâm nhập vào nước ta. Do đó, gây ra các đợt bùng phát dịch bệnh động vật nguy hiểm do chưa có vaccine hay các biện pháp phòng bệnh do các bệnh chủng rút ngoại lai gây thiệt hại về kinh tế cho đàn gia súc, gia cầm nuôi trong nước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng do nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh truyền lây giữa động vật và người là rất cao. Số liệu thống kê của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam VIPA cho thấy ước tính lượng gà sống nhập tiểu ngạch nhập lậu qua biên giới lên tới 200.000 đến 250.000 tấn trên năm. Thực trạng này làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm. Địa bàn biên giới vùng dân tộc tiểu số trở thành địa điểm trung chuyển động vật, cũng trở thành nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh nguy hiểm. Ý thức của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số về nguy cơ dịch bệnh còn chưa cao, có người còn trở thành người vận chuyển gia súc gia cầm nhập lậu. Trong 9 tháng năm 2023, cả nước ghi nhận 17 ổ dịch cúm gia cầm, 389 ổ dịch dịch tả heo châu Phi, 94 ổ dịch viêm da nội cục trên châu bò. Trên thực tế, sau khi bán con giống cho người tiêu dùng, người bán sẽ phủi trách nhiệm, mặc người chăn nuôi, không bảo hành. Trong trường hợp con gà con vịt bị mắc bệnh chết hoặc không bảo đảm chất lượng. Do đó khi người chăn nuôi mua các con giống gia cầm này về nếu xảy ra dịch bệnh, tỷ lệ con giống chết rất cao dẫn đến thiệt hại rất lớn về kinh tế. Càng về cuối năm nhu cầu thực phẩm tăng cao, nguồn cung con giống trong nước hạn chế, giá bán có sự chênh lệch. Đặc biệt khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số có địa hình phức tạp dẫn đến khó khăn trong công tác xử lý việc kiểm soát chất lượng con giống tại các chợ đầu mối chưa tốt, ý thức của bộ phận người dân chưa cao, dẫn đến tình trạng nhập lậu và vận chuyển trái phép gia súc gia cầm vẫn diễn ra ồ ạt. Chưa bao giờ doanh nghiệp, người chăn nuôi lại lao đao như thời gian qua, trong đó có những hộ chăn nuôi nhỏ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh đó, tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm càng khiến thị trường trong nước khó khăn hơn. Ghi nhận trên thực tế, giống gia cầm nhập lậu với giá rẻ hơn nhưng không đảm bảo chất lượng khiến đơn vị cung cấp con giống gặp khó khăn trong cạnh tranh tại huyện miền núi Tam Dương, Vĩnh Phúc, hợp tác xã chăn nuôi giống gia cầm Hải Thêu đang lâm vào tình cảnh này. Bà Nguyễn Thị Thêu, giám đốc hợp tác xã cho biết, trong chăn nuôi, giống là yếu tố quan trọng vì ảnh hưởng tới các khâu khác của quy trình. Tình trạng giống gia cầm nhập lậu với giá rẻ hơn nhưng không bảo đảm chất lượng khiến hợp tác xã chuyên cung cấp con giống như Hải Thêu gặp khó khăn trong cạnh tranh. Bởi hiện nay giá thành để có trứng giống vào khoảng 7.000 đồng trên một quả, còn công đoàn ấp nở thành gà con vào khoảng từ 11 đến 14 000 đồng trên một con vì phải tiêm các thuốc chích ngừa kiểm dịch để bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, giá giống gia cầm sau khi nhập vào thị trường nội địa chỉ khoảng từ 8 000 đến 10 000 đồng trên một con, thậm chí mua tận gốc thì còn thấp hơn, nên giống gia cầm trong nước rất khó cạnh tranh. Từ mức chênh lệch này, giống gia cầm nhập lậu tăng một cách đột biến để đáp ứng nhu cầu tái đàn gia cầm phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên Đán. Hay một ví dụ khác như hộ gia đình anh Bùi Văn Chiến xóm ong man xã trí đạo huyện lạc sơn tỉnh hòa bình bốn năm trước gia đình anh quyết định vay ngân hàng để chăn nuôi bò thịt vỗ béo hai năm đầu giá bán ổn định đã đem lại thu nhập khá cho gia đình từ số tiền xuất bán những con bò đầu tiên anh chiến đã đầu tư tăng số lượng thời gian gần đây tuy tăng đàn nhưng bò lại xuống giá trầm trọng từ vật nuôi được xác định là đem lại thu nhập chính đến nay anh chiến phải làm thêm công việc khác để có tiền trang trại buôn lậu gia súc gia cầm tại nước ta xảy ra nhiều năm nay và đã tồn tại các đường dây buôn lậu lớn ở các ngành hàng gia cầm, heo, trâu, bò. Hậu quả của việc nhập lậu là gây ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phá vỡ thị trường trong nước do sự cạnh tranh không lành mạnh bởi sản phẩm chất lượng thấp, không bảo đảm an toàn vệ sinh. Còn người chăn nuôi sẽ lâm vào cảnh trắng tay thua lỗ vì giống nhập lậu có thể bùng phát dịch bệnh bất cứ lúc nào. Từ đầu năm 2023 đến nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký hai công điện chỉ đạo, cụ thể công điện số 426 ngày 18 tháng 5 năm 2023 về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam. Và công điện số 694 ngày 1 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ trưởng và trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ban chỉ đạo 389 quốc gia, chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam. Trong đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, nhất là các tỉnh thành phố biên giới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông để ngăn chặn kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan, ban chỉ đạo 389 của địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm. Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của dịch cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán vận chuyển gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đồn đốc công tác kiểm soát ngăn chặn việc vận chuyển buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật vào Việt Nam. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn thú y tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực tế cho thấy, nếu không ngăn chặn, kiểm soát kịp thời việc nhập lậu gia súc, gia cầm qua biên giới thì nguy cơ lây lan dịch bệnh trên gia cầm, gia súc trong cả nước là rất cao. Để bảo vệ sức khỏe của người dân và duy trì thế mạnh phát triển chăn nuôi trong nước, đòi hỏi các cấp, các ngành chức năng phải có các giải pháp quyết liệt và đồng bộ để ngăn chặn từ sớm, từ xa, bởi chỉ cần một vụ nhập lậu động vật mắc dịch bệnh lọt vào Việt Nam thì hiệu quả sẽ khó lường các chuyên gia khuyến cáo người dân đặc biệt là đồng bào khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số không vận chuyển buôn bán gia súc gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào việt nam người tiêu dùng không tiêu thụ gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ kể cả trứng gia cầm được bày bán tràn lan trên hè phố dưới danh nghĩa giải cứu của các tư thương đồng thời chủ động triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh bao gồm tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng trong và xung quanh trại phương tiện vận chuyển ra vào trại chăn nuôi, đặc biệt những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Ngoài ra, các địa phương và hộ chăn nuôi, đặc biệt là tại các khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số, cần áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, giám sát chặt chẽ các phương tiện, khách ra vào trại, thực hiện tốt việc cách ly, bảo hộ lao động trước khi ra vào trại, thực hiện tiêm phòng đầy đủ, kịp thời vaccine cúm gia súc, gia cầm và các loại vaccine khác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Để bảo vệ chính đàn gia súc gia cầm của mình trước nguy cơ dịch bệnh, đồng thời thông báo kịp thời với cơ quan chức năng và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của luật thú y khi có hiện tượng gia cầm ốm chết bất thường tại cơ sở chăn nuôi của doanh nghiệp trang trại. Đến đây, Tuấn Ninh xin phép được khép lại chuyên mục vấn đề sự kiện của báo dân tộc và phát triển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.